Xin chào các bạn, chị là Lan Anh. Ngày hôm nay chị sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu một đề văn ngắn với tựa đề "Hãy viết đoạn văn nghị luận xã hội 200 chữ về câu nói Sự giận dữ có tác động như thế nào tới cuộc sống con người". Nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá nhé. Bài làm: cuộc sống bộn bề với những áp lực dồn nén rất dễ làm cho con người nổi giận, và sự giận dữ ấy đã và đang tác động trực tiếp tới cuộc sống của chúng ta. Giận dữ là một trạng thái tâm lý tiêu cực ở mức độ cao, xuất hiện như một phản ứng tự nhiên khi con người gặp điều bất như ý, bị xúc phạm, lừa dối, thậm chí cả khi gặp thất bại. Sự giận dữ trong bạn sẽ gây tổn thương về mặt tinh thần, thể chất đối với những người xung quanh. Bởi khi giận dữ, chúng ta sẽ không kiểm soát được cảm xúc, thậm chí cả hành động của chính mình. Những lúc đấy, ta chỉ cốt thỏa mãn những cảm xúc tiêu cực điên rồ mà không để ý đến cảm xúc của người khác. Không chỉ đối với người khác, ngay cả với bản thân mình cũng sẽ có cảm thấy ức chế, khó chịu. Khi sự nóng giận ấy không kiểm soát được, và nhất là nếu cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, sẽ làm cho các mối quan hệ xung quanh ta bị rạn nứt. Bởi trong chính ta và họ đã bị ngăn cách bởi những vách ngăn vô hình do sự giận dữ trước đó gây ra. Nhắc đến sự giận dữ, dường như ta không chỉ nghĩ tới những tác động tiêu cực. Song, ở một chiều kích khác, ta lại nhận ra rằng khi chúng ta cảm thấy tức giận với những điều xấu xa, bạc ác trong cuộc sống, thì đó cũng là lúc mà cái ác, cái xấu bị loại trừ khỏi xã hội, giúp cho xã hội bình yên và trong sạch hơn. Gần đây, thời sự đưa rất nhiều tin về trẻ em bị chính cha mẹ ruột của mình đánh đập. Phải chăng những đứa trẻ ấy hư? Hay do cuộc sống mưu sinh của những người làm cha, làm mẹ đã quá áp lực? Và đánh, mắng con như thế để giải tỏa cảm xúc như thế, chút hết gánh nặng mà không mang đến cảm xúc của trẻ. Và chắc chắn, những tổn thương ngày ấu thơ ấy sẽ mang theo chúng như một vết thương chẳng bao giờ có thể lành lại, và chỉ nhờ những ngày cháy gió lại khiến chúng gượng quậy, sống dậy. Chính vì thế, hãy tránh xa sự giận dữ có thể làm đau người khác, song cũng cần biết đến giận dữ như một người chính trực. Các bạn thân mến, vừa rồi chị đã cùng các bạn đi tìm hiểu một đề văn liên quan đến câu nói, đó là sự giận dữ tác động như thế nào tới con người. Hy vọng qua bài viết này, các bạn sẽ có thể rút ra cho mình thêm nhiều thông điệp hơn, nhiều bài học hơn và có thêm cho mình nhiều cách viết sáng tạo hơn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi phát audio lần sau nhé.